Hơn này ông nào cao hơn ông nào? Cao bằng nhau mét mấy? Con mét 73. Ờ, mét 73. Đấy, được cái gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên Du Xe Trần Văn Trịnh, con 42 tuổi, con đến từ vùng đất rất xa, địa đầu của Tổ quốc. Con ở Giáp Bóng Cái. Vâng. Hôm nay con về đây con được rất nhiều ơn, nhưng con xin chia sẻ cộng đoàn hai ơn. Ơn thứ nhất, ơn đức tin của con. Trước đây con sống là người có đạo, nhưng con sống rất khô khan. Con không có một cái khái niệm gì về lòng thương xót Chúa, mà con không có một khái niệm gì về đức tin. Nhưng mà Chúa đã thương ban, gieo cho con đức tin đó qua nhờ một người ngoại đạo, người phụ nữ, đó là vợ con bây giờ. Thưa cộng đoàn, con không hiểu sao đức tin của con non nớt, mà con không hiểu được sao một người ngoại đạo mà về nhà con rất chuyên năng cầu nguyện, biết lần chuỗi mân côi, biết cầu nguyện, biết xưng đạo ra trước mặt thiên hạ. Và từ đó đức tin con đã lớn lên từ đó. Chúa gieo cho con một chút đức tin thôi, nhưng mà qua bao nhiêu thử thách, tất cả sóng gió đến với gia đình con. Chúng con sống trong căn bệnh hiếm muộn, cuộc sống khó nghèo. Vợ con 3 năm dòng dã, những ngày khỏe thì ít, ngày ốm thì nhiều. Năm lúc những lời cầu nguyện tưởng chừng như vô vọng, nhưng mà cuộc sống lúc ấy tưởng như đổ vỡ. Và đúng lúc khốn khó tuyệt cùng, Chúa đã dang rộng vòng tay cứu chữa. Gia đình chúng con sống đó sẽ qua, và chúng con được vỡ hòa trong hạnh phúc. Dạ thưa, vợ con khỏi bệnh và cuộc sống cũng đỡ dễ dàng hơn. Vợ con thưa cha là bị nhiều bệnh lắm mà đi khám không ra bệnh. Vâng, bị nhiều bệnh lắm mà khám không ra bệnh, đó mới là khó. Vì có rất nhiều người mà nó bệnh gì đó không biết là bệnh gì, mà là bệnh mà không biết là bệnh gì, mà nhiều bệnh lắm mà đi khám không ra bệnh gì cả, mà nó cứ bệnh, đúng không? Rồi sau nữa, vâng, sau nữa khi trải qua bao nhiêu sóng gió, chúng con đã cứng cỏi hơn và vững vàng đức tin hơn. Chúng con tiếp tục cầu nguyện, và một cái niềm vui kỳ lạ hơn nữa là chúng con cái căn bệnh hiếm muộn được một cái tin mà hai chị em nhưng mà cách nhau 6 năm nhưng cùng ngày cùng tháng cùng một ngày sinh nhật. Đó đấy là căn bệnh hiếm muộn đấy, là ơn thứ nhất. Là hết hiếm muộn à, hay sao? Hết hiếm muộn nhỉ. À, bao nhiêu năm? Dạ con 3 năm đầu được một bé gái, tiếp tục cầu nguyện 6 năm sau cũng cái ngày đấy tháng đấy một bé trai nữa. Sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ tháng năm cách nhau là 6 năm, một đứa là 3 năm mới được có, rồi 6 năm sau mới có. Và cái điều lạ lùng của anh ấy là cái hạt giống lòng Chúa thương xót, hạt giống đức tin lại được gieo từ nơi một người ngoại đạo, tức là vợ của anh ấy. Đáng lẽ anh là đạo gốc, anh phải làm men để cho dậy lên cái bột ngoại đạo nơi người vợ, mà ngược lại Chúa dùng chính người vợ làm men để mà làm cho lòng tin của anh được vững hơn. Và giữa bao nhiêu thử thách, anh ấy vừa mới chia sẻ với chúng ta, bây giờ vợ chồng và con cái đã vui vẻ, khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, từ Móng Cái và mãi rồi tuyến đầu Tổ quốc phải không? Đến đây để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mà làm sao anh biết được ở giáo đình tin mừng mà từ Móng Cái anh đến đây? Thưa cha, con biết là qua được một chị đấy, chị cũng bị ung thư não. Ngày 27 Tết bệnh viện Bạch Mai nói với chị là với gia đình là về nó hậu sự chắc chị không qua được 3 ngày Tết. Và chị đấy không đi về nhà, thì cuốn thả quần áo đi vào trong giáo đình tin mừng. Chị ở trong này và chị đấy qua được 3 ngày Tết, và qua 3 năm rồi mà chị vẫn chưa chết. Rồi chị ấy nói cho anh về giáo điểm tin mừng hay sao rồi anh biết đến đây? Vâng, chị thì nói cho con là con rất quan mạng, con đi tìm địa chỉ của cha. Vâng, và con được một ơn mới đây nữa. Đó là ơn vợ con bị đông máu. Ngày xưa người ta gọi là bệnh phụ nữ. Bệnh đông máu là bệnh đông máu hay là gì? Đông máu ạ. Độc máu à? Cái máu nó độc lại hả? Vâng đấy. Động huyết hả? Rong huyết. Rong huyết. Rong chứ phải động. Hôm nay lúng túng quá. Và cái cha, 5 tháng đi 5 lần bệnh viện, nhưng người ta khám người ta không biết là bệnh gì. Và đến tháng thứ 6 con mới biết, tại vì nhà con xa quá, con không có điều kiện để vào. Con biết tư cho cha và cha và cộng đoàn nhận lời cầu nguyện giúp.
Và khi con đã nhận được trả lời của cha thì 3 ngày sau bà con cũng khỏi bệnh. Và bà con đi khám lần cuối cùng ở trên viện sản nhi của thành phố, người ta mới khẳng định mà người ta không tin rằng vợ con sinh 2 lần, nếu mà sinh được mà sinh thường đó là một kỳ tích. Dạ thưa cha, là một kỳ tích. Đáng lẽ vợ con không sinh được thường mà không thể có con, nhưng người ta khẳng định nếu mà có con mà sinh thường đó là một kỳ tích. Dạ thưa cha. Hallelujah. Đây tôi gửi cho chị ấy cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Đã, anh đem về Móng Cái, anh tiếp tục đi gieo truyền lòng Chúa thương xót, để hạt giống lòng Chúa thương xót, men lòng Chúa thương xót được lan tỏa và tới ngoài Móng Cái. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, đây là tràng chuối và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho anh. Vâng. Rồi.